Vâng, xin chào các bạn, chúng ta đến với cả game đấu đầu tiên của cặp đấu đầu tiên. Đây chính là trận 1 ạ, trận đầu của ta. Và đây là game thủ Chu, thành viên từ team Gina Greenwing, Chu. Chu chính là rớt màu xanh của ta phát ở vị trí phía trên, bên tay phải ở hướng 2 giờ thưa các bạn. Còn đây là game thủ Teram màu đỏ của ta. Anh ấy chính là Keteroster TY. Vâng, TY hiện nay hiện nay TY đang là người anh hùng của team KT Roster sau khi mà chiến thắng trước Classic trong một BO7. Tức là chiến thắng trong game đấu cuối cùng, mang về điểm số cuối cùng cho team KT Roster. Anh ấy đã thực hiện rất thành công ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên và khiến cho Classic đã thua một trận đấu phải nói là cực kỳ nguy hiểm. Vâng, mặt hai anh này làm gì nhá, nhìn mặt thộn vãi. Hiện nay thì có vẻ là hai cầu thủ của chúng ta đang dừng game vì một số lý do kỹ thuật. Nên chúng ta sẽ nhìn thấy mặt của hai anh huấn luyện viên này. Cái gì đây? Mình chả hiểu là bị lệch cái gì, bạn gửi cho mình cái link này điểm gì. Chả hiểu bạn ấy gửi cho mình cái này để điểm gì nữa. Hơi khó hiểu. Nói thêm về trận đấu lần này của chúng ta thì đây sẽ là một trận đấu TVG Terran đấu với cả Zerd. Những trận đấu như này thì thường nó vẫn hay theo những cái xu thế, một cái kiểu tức là Zerd thì luôn luôn là thích lên tức linh bên linh, còn Terran thì sẽ lên MMM cộng với cả Widowmine. Tuy nhiên hiện nay thì theo như tôi thấy rằng là các game thủ rớt thì họ rất là tỉnh táo trước những cái trận đấu như vậy. Và hầu như là Widowmine rất ít khi được phát huy hiệu quả. Widowmine luôn luôn bị những con Zergling, mấy con lẻ lẻ nó chạy lên nó phá đầu tiên đấy các bạn. Cho nên là Widowmine hầu như là chả làm gì được. Chả thể nào nhả được quả rocket nào nó ra hồn cả. Hầu như là toàn chết sớm thôi. I played Hearthstone a lot. Yeah. And I actually have my wrist hurts. I got a little bit of like tendonitis. Tasis is going to be the first player ever to get carpal tunnel from playing Hearthstone. Hiện nay đã có một số anh khán giả ngoài các anh ấy. You got to make sure your arms are going down. Yeah, we were talking about this before the cast. Điểm sao nhỉ? Like a little bit lower than desk, so I guess my hands are up like this, and that's how you hurt the most unnatural terrible. It's weird because I've actually never had any wrist pains from playing StarCraft, but I'm wondering if it's just the computer chair I have now. It's pretty new. You gotta get a taller one, so or put some cushions on it or something. Something like that, man. Yeah, you need a booster seat. Another thing to keep in mind. Oh. Okay. Chúng ta có thể thấy rằng hiện nay thì ở đằng sau là rất nhiều các fan hâm mộ đang ngồi giơ những cái bảng tên. Bảng tức là không phải không hẳn là bảng tên bình thường, mà nó là những cái bảng để mà viết những cái lời chúc đến game thủ, những cái lời cảm ơn, những cái lời chia sẻ động viên đến nhà tài trợ với cả các game thủ thi đấu đấy. Nó có 1/2 màn hình. Chẳng hiểu bạn ấy đang nói với cái gì. And then the rock comes up, which is the lights coming on. We're like, well, I guess hopefully TY can get his settings. Đây, tôi cho bạn xem đây cái cửa sổ của tôi đây này. Chưa hiểu bạn ấy đang bảo 1/2 màn hình, bạn 1/2 màn hình của cái gì? Cửa sổ của mình nhìn quá đẹp luôn, quá long lanh và quá đẹp luôn. Đây, chuẩn men luôn nhá. Và trận đấu của ta đã bắt đầu rồi. Và không củ cười bạn nữa. Chúng ta có thể thấy rằng là hiện nay thì hai game thủ của chúng ta. Vâng, hiện nay thì TY đang đưa cho mình con SCV đi theo đi đâu đây. Chúng ta hãy cùng xem là nó sẽ được đưa đi đâu thưa bạn. Nó đang được đưa sang ở vị trí đi kiểm tra. Chúng ta nhìn thấy rằng hiện nay thì Terran của chúng ta đã bắt đầu vua in mỏ rồi. Còn ở phía kia vực Terran đang có 11 con SCV. Hiện nay một con SCV đã sang đến phía mỏ của Zerd rồi. Anh Zerd thì anh Chu của ta đang kiểm tra ở vị trí phía dưới ở mỏ hướng 6 giờ. Còn TY đã đưa con SCV mình sang đây để có thể delay pen mỏ đối phương. Và này SCV đang chơi về hai con drone. Cần phải hết sức cẩn thận tại vì drone là cái con mà nó có khả năng nó cắn bằng đam nó nhanh nhất, à đam to nhất đấy ạ. Rất là nguy hiểm. Vâng, rất là khó hiểu bạn ấy.
Chúng ta thể thấy rằng hiện nay thì cái gì đây, vâng, con SCV đang lượn lờ đây. Hiện nay thì Terran cũng tạo hoàn thành xong cho mình nhà ga rồi. Anh ấy đang khai thác ga như kia để khả năng chuẩn bị lên cho mình Reaper. Thường thì trong FBG thì các game thủ rớt, các game thủ Terran rất thích lên cho mình Reaper đầu tiên để có thể là đi scout mỏ của đối phương. Tuy nhiên hiện nay thì TY vẫn chưa lên. À vâng, bây giờ bắt đầu lên Reaper. Anh ấy lên cho mình cái nâng cấp Orbital Command trước, sau đó mới bắt đầu đưa cho Reaper được đưa ra. Tôi thấy là hầu như cái lượng ra mà Reaper dùng nó cũng không quá tốn, cho nên là cũng không có gì phải lo cả. Reaper sang đến mỏ của Zerg thì hầu như là thời điểm này thì Zerg cũng chưa có cái gì cả. Zerg của ta còn chưa hoàn thành xong cho mình Swarming Pool, cho nên là vẫn chưa thể nào có Queen và Zergling để phòng ngự được. Tuy nhiên là sau khi mà hoàn thành xong Swarming Pool thì ngay lập tức Zerg sẽ phải mob ra ít nhất là 4 con Zergling. 4 con Zergling thì mới có thể là cầm cự được trước cái con Reaper đầu tiên các bạn. Hiện nay thì Reaper đã ra rồi và Reaper thứ hai cũng đang bắt đầu theo chân con thứ nhất đi sang mỏ của các game thủ Zerg. Đây tôi nhìn thấy Terran vừa đặt xuống cho mình một cái băng cơ rồi. Băng cơ ở vị trí mỏ 2 của Zerg rồi. Nên 4 con Zergling đang được mob ra, cùng lúc đó thì 2 con Queen đang được mob ra rồi. Và hiện nay chúng ta nhìn thấy rằng băng cơ đã hoàn thành được khoảng tầm 20-30% rồi. Reaper đã phá phách cái con này nhưng mà cũng chẳng có gì cho nó phá phách cả. Hiện nay thì 4 con Zergling đang bị lùa ở vị trí phía trên. Vâng, đang bị lùa ở vị trí phía trên ạ. Bắt đầu làm gì đây? Hiện nay đây là vị trí của TY. TY đang ăn mỏ 2 rồi. Chúng ta thể thấy rằng hiện nay thì con Reaper nó phá phách ở cái vị trí mỏ 2, nhưng mà nói chung là cũng chưa có gì nhiều cho nó để nó phá phách cả. Tại vì hầu như là Zergling với cả Rune đều được đưa phía bên trong bên bay. Hiện nay thì True của chúng ta đang, vâng, anh ấy đang bắt đầu có đưa Queen ở vị trí mỏ bên mỏ thứ hai để có thể là tiếp tục để hỗ trợ với việc phòng ngự. Hiện nay con SCV đang đưa trở về nhà rồi. Còn thấy là hiện nay hai Queen đứng ở góc bên này. Hai Reaper thì nói chung là nó chưa quá nguy hiểm so với cả những cái unit những cái building. Tuy nhiên là nếu như mà cứ để cho nó rỉa một lúc thì cũng mất một ít máu của Hatchery là cũng rất là buồn. Hiện nay hai Queen được đưa ra phòng ngự. Ô vâng, thêm con Reaper thứ ba rồi. Vâng, có vẻ là farm băng crush lần này của TY thành công khá dễ dàng. Anh quyết định anh ấy đưa thêm một con Reaper nữa lên để phá nhà nhanh. Nay ở cái góc bên này đang có một con Queen đang bị lùa. Vâng, hai con Reaper, có một con đã hồi máu xong rồi. Hiện nay Zergling đã được đưa ra thêm. Vâng, Zergling được đưa ra thêm rồi. Quả này sẽ phải bán băng cơ rồi. Vâng, bán băng cơ rồi. Đang có ba con Reaper ở đây. Ba con Reaper tốt nhất là nên đập, vâng, đập Zergling hoặc đập Queen đi. Vâng, tốt nhất là nên chọn món Queen đi. Tôi nhìn thấy lúc này có một con Queen chấm máu rồi. Bây giờ đập thẳng vào đầu nó, tôi nghĩ chắc là sẽ hiệu quả hơn đấy ạ. Này thì đang bắt đầu ba con Reaper đang chơi drone ở trong này rồi. Vâng, đã chơi được khoảng tầm 2 con drone rồi. Con thứ ba, vâng, con thứ ba rồi. Hôm nay Chu đang thi đấu một cách nó rất là vớ vẩn thưa bạn. Tôi thấy rằng hiện nay Zergling đã áp sát được vị trí của mấy con Reaper rồi. Vâng, ba Reaper đã bỏ mạng hoàn toàn. Chúng ta thể thấy rằng là đến tận 6 con, vâng, 6 con drone đã chết rồi. Không thể hiểu nổi Chu làm gì từ đầu game giờ nữa. Anh ấy mất 6 con drone rồi. Có vẻ là một con số khá lớn, tại vì các bạn biết rằng là drone thì nó không quá đắt, nhưng mà vấn đề là income của nó từ những lúc đầu game này rất là quan trọng thưa bạn. Chúng ta thể thấy rằng hiện nay thì hai game thủ của chúng ta Zerg thì đang tiếp tục Marco tiếp, còn ở phía Terran đang bắt đầu nâng cấp Steampack cùng với cả lên thêm Helion rồi. Helion sắp sửa được sử dụng để mà đưa thẳng vào mỏ cuối phương đây. Và bây giờ thì Chu bắt đầu ăn mỏ thứ ba cho mình thưa bạn. Mặc dù là Chu thì bị harass khá nhiều, nhưng mà anh ấy thì hiện nay cũng đang có một chút lợi thế về việc là có số lượng drone lớn hơn so với cả Terran. Tuy nhiên là Terran hình như là cũng đã gọi ra Mule khai thác, cho nên là income của Terran cao hơn một chút. Hiện nay thì tôi nhìn thấy là hai con Widowmine đang được build ra. Vâng, hai con Widowmine đang được xây ra cho game thủ TY của chúng ta. Terran đã sử dụng Widowmine để tạo thành những cái mini bay ở trên map, sau đó bắt đầu đưa quân tập trung quân đội của Terran lên những cái vị trí đó. Widowmine sẽ làm những cái nhiệm vụ ví dụ như là drop vào mỏ này, hoặc là như kiểu những cái mốc trên đường, những cái làn ranh giới trên đường mà rớt, nếu như mà đi qua xác định sẽ phải bỏ mạng một vài con Zergling ở đó. Cho nên đó là lý do tại sao mà các game thủ rớt thường họ rất thích lên nhiều Zergling để có thể là cho nó chạy loanh quanh map, để nó dẫm vào càng nhiều Widowmine thì càng tốt thưa bạn. Nó coi giống như kiểu dẫm phải mìn đấy. Các bạn thấy hiện nay thì hai con Widowmine đã ở đây. Vâng, xong rồi, một con Overlord đã bỏ mạng rồi. Hiện nay giờ chúng ta bị supply cap một chút, supply cap nhẹ thôi, chỉ cần một con Overlord khác móc ra xong là được vừa thôi. Hiện nay thì giờ đã có cho mình đến tận 50 con drone rồi. Có thể nói là cũng khá khẩm hơn so với cả game thủ Terran của chúng ta. Tuy nhiên với cái việc mà lên nhiều drone như vậy thì anh sẽ không thể nào có quân đội phòng ngự như thời điểm này được thưa bạn. Army supply sẽ rất là thấp. Cho nên hiện nay thì bù lại thì Chu đang có trên mình tận 6 con Queen. Thế nên hiện nay tất cả Queen đều đang được đưa tới ở vị trí màu 3. Có vẻ là game thủ Chu của chúng ta đang quá nhạy cảm trước những pha tấn công
hoặc là những cái pha thu hút sự chú ý lần này. Chúng ta thấy rằng hiện nay đang có khoảng tầm 6 con Helion đây, cùng với con 2 con Widowmine nữa. Hiện nay chúng ta nhìn thấy rằng là Zergling đang vòng quanh ở đây. Game thủ T1 bắt đầu đưa quân của mình vào rồi. Vâng, bắt đầu là drone. Vâng, chơi luôn 6 con Helion là một số lượng đam cực lớn khi mà xịt vào drone rồi, chỉ một pha chết luôn. Hai quỷ, ui giời, vâng, quá ngon luôn, nhưng mà hai quỷ đã hồi máu nhau rồi. Không ăn thua từ bạn, vâng. Pha Widowmine vào rồi cũng không làm gì được Han Quinn này cả. Chỉ có tốn energy của 6 con thôi. Hiện nay thì Helion của chúng ta đang làm một việc, đó là việc harass mỏ của đối phương khá tốt. Tôi có thể thấy rằng hiện nay thì rất lên cho mình thêm 2 nhà Evolution Chamber, một nhà Spore Color đặt ở vị trí mỏ thứ 3. Helion chuẩn bị quay lại thêm một lần nữa chăng? Đây tôi thấy một con Widowmine. Đây rồi, vâng, Widowmine sắp rời cao đao rồi. Hai Widowmine sắp rời cao đao rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chiu. Chiu. Ôi giời, đây rồi. Vâng, nó đã xong. Nó đã hoàn thành xong trước khi mà Spore Color hoàn thành. Tức là countdown đã được đếm ngược xong trước khi mà Spore Color hoàn thành xong, chứ không là mất luôn hai con Widowmine đó ngay. Spore Color có khả năng phát hiện tàng hình, phát hiện cả những con đang độn thổ như vậy. Hiện nay chúng ta thấy rằng là Zerg đang đặt thêm cho mình một Macro Hack nữa. Như vậy Zerg hiện nay sắp sửa có cho mình là 4 mỏ rồi. 4 mỏ thì nó rơi vào khoảng tầm 20 con lava thôi bạn. Hiện nay thì Tê Lạc đã có tiến hành ăn mỏ 3. Như vậy có nghĩa là Zerg sắp sửa chuẩn bị ăn mỏ thứ 4 luôn rồi. Khi mà cái thời điểm mà Terran ăn mỏ thứ 3 thì army supply của họ sẽ bắt đầu bị chững lại một chút. Tại vì họ sẽ phải tập trung cho nền kinh tế bằng việc là xây ra thật nhiều SCV. Nền kinh tế của Terran trong cái khoảng thời gian đó thì Terran sẽ tập trung vào việc đi drop mỏ của đối phương. Không có, tức là cái cách phòng ngự tốt nhất đó là tấn công thôi. Tấn công là cách phòng ngự tốt nhất, cho nên là các game thủ Terran của ta sẽ đúng thời điểm đó họ sẽ bắt đầu đưa cho mình Mavac đi để mà drop, để mà harass, thu hút hết tất cả sự chú ý của quân đội của Zerg vào trong những cái pha tấn công. Ôi giời kìa, quên. Ôi giời ơi. Tí chết thưa bạn, vâng. TY vừa rồi cũng có một pha lỗi. Hiện nay anh mất một con Mavac rồi, bây giờ bắt đầu thu hút sự chú ý của quân đội của đối phương vào phía bên trong bên bay. Đang drop phía bên trong rồi, và hiện nay thì Zergling đã lên vào bên trong rồi. Ôi giời, cẩn thận, rút lên trên Mavac không? Không mà, úi, vâng, nhiều Zergling quá. Ôi giời, lại quên. Vâng, lại quên mất hai con Marine rồi. Máy bay dạo này vội quá. Máy bay không chờ ai cả. Có thể thấy rằng hiện nay thì TY đã bắt đầu khai thác khá là ấm no ở cái vị trí mỏ 3 rồi. Và bây giờ chính là thời điểm mà anh lại bắt đầu phải lên cho mình quân đội thôi. Như hai con Mavac vừa rồi đã bắt đầu thu sự chú ý của đối phương khá tốt. Và hiện nay thì chơi được một Queen nữa rồi. Vâng, quá ngon luôn. Hiện nay quân đội của TY đã ra và đang tập trung ở vị trí gần mỏ thứ mấy kia, gần mỏ thứ 4 của Zerg rồi. Anh bắt đầu tấn công lên. Vâng, đã bắt đầu scan rồi. Quân đội của Zerg hiện nay đang bắt đầu bị kéo đi, kéo từ góc bên này sang góc bên kia. Các bạn thấy hiện nay con Mavac đi drop hiện nay vẫn chưa chết. Vâng, tức là quân đội thì vẫn còn ít. Hiện nay thì Zerg đang phải chia quân ra ở vị trí góc phía dưới và góc phía trên. Tôi nhìn thấy rằng Zerg hình như còn để mấy con Zergling ở vị trí góc phía dưới kia, hướng 7-8 giờ gì đó để có thể chuẩn bị một pha cao tác vào vị trí màu 3 kìa. Hiện nay là thời điểm mà Terran của ta đang rút quân của mình về. Có lẽ anh ấy thấy đối phương có vẻ hơi ít quân nên anh ấy sợ rằng đối phương chuẩn bị counter mình. Và bây giờ chính là thời điểm mà game thủ Terran của ta chuẩn bị gặp sự tấn công rồi. Pha tấn công đầu tiên của vừa vẫn chưa diễn ra. Terran đã bắt đầu đi scan ở vị trí giữa map ạ. Đi có để dọn dẹp group 2-1. Và bây giờ thì bên Link vào rồi. Ôi rồi ôi, vâng, nữa bắt supply spot rồi. Zerg Link tràn thẳng vào vị trí mỏ thứ hai luôn. Từ bạn mỏ thứ hai này nó cũng có mấy cái supply spot nhưng mà nó không mua kín cái đường vào. Bên Link vẫn vào được phía trong này. Ôi bên Link đổ rồi. Rồi ôi, tôi xong rồi. Ôi rồi nó đổ tiếp này. Thì Marine đang la vào. Đây rồi. Vâng, hiện nay quân đội của Zerg lại bắt đầu đẩy sang vị trí mỏ 3 rồi. Mỏ 3 hiện nay cũng đã rút hết tất cả SCV của mình ra ngoài rồi. Chúng ta nhìn thấy rằng rất nhiều Binling đang ở đây. Thế là cần phải chia quân ra. Vâng, không được rồi, rất nhiều Zergling đang đứng ở vị trí trên này thì bây giờ chia quân là rất nguy hiểm. Widowmine đang ở đây rồi, một pha drop ở vị trí mỏ thứ 2 của game thủ Terran. Các bạn thấy Widowmine. Vâng, không được rồi. Widowmine với cả Hellbat. Tuy nhiên là đạo quân vừa rồi của Zerg đông quá, nhiều Binling quá. Nó có nâng cấp speed rồi nên cho nên là lăn nhanh quá thưa bạn. Hiện nay thì pha drop ở vị trí vâng, các bạn có thể thấy rằng vèo pha là mỏ thứ 3 của Terran cũng như là rất là trống thôi. Thế này đang bắt đầu phải đi drop ngược lại đối phương để có thể là kéo cái khoảng cách nó bớt đi một tí. Không được. Ui, bên Linh kìa. Vâng, có một con bên Linh nó đang độ thổ ở kia kìa. Còn thấy hiện nay thì Mavac sau khi drop ở phía trong bên bay xong lại bắt đầu di chuyển ra phía bên ngoài. Trong đó con bên Linh nó vẫn còn đang còn nằm kia kìa, có vẻ Terran ta không phát hiện rồi. Quả này nó trồi lên mà nó thả lăn một phát vào đàn SCV coi như rất nguy hiểm đây. Có thể ở đây có một con Widowmine, nó có 3 Q rồi này. Bên Linh này hình như bị bỏ quên rồi. Đây rồi, lên rồi. Đây rồi, ngon luôn. Vâng, nhưng mà rất tiếc là chỉ chết được một con SCV mà thôi. Có một con SCV chấm máu đã chết rồi. Bây giờ thì vẫn còn mấy con nữa. SCV bây giờ mà không được repair lại thì rất là nguy hiểm đấy thưa bạn.
just making Lings and Banes isn't really a strat. This is like here exactly. Các bạn thể thấy rằng hiện nay thì sensor tower phải cũng phải được đặt rồi. Vâng, TY hiện nay đang bắt đầu phải đặt những cái sensor như vậy. Sensor cho để tăng sự nhạy cảm của Terra lên, không bao giờ đối phương mà tấn công vào không biết đường nào mà lần như vậy. Rất là nguy hiểm. Họ thấy hiện nay thì Zerg đang đưa quân xuống vị trí phía dưới này, có lẽ Thác Cấp phát hiện ra được đối phương đang đi loanh quanh rồi. Khả năng lớn là Zerg của chúng ta nhưng đang có ý định đi. Vâng, vừa ăn mỏ xong lại còn vừa đi chuẩn bị cao tốc tách vào vị trí mỏ của đối phương các bạn. Phong cách của Zerg thì luôn luôn là tấn công và tấn công, còn của Terran thì phải lấy công làm thủ, cho nên rằng là hai game thủ chỉ có tập trung vào việc là chơi thôi, bam nhau thôi các bạn. Tôi có thể thấy rằng hiện nay một Mavac sắp sửa drop ở vị trí mỏ thứ 2 rồi, một pha scan ở vị trí phía ngoài để thu sức cả sự chú ý của quân đội của Terra, của Zerg ra ngoài. Tôi nhìn thấy thằng Bailing này ở đây, Bailing đang mob ra ở vị trí góc bên này, và bây giờ pha drop bắt đầu diễn ra rồi. Rất nhiều Bailing đưa về phía bên trong mỏ 2. Zerling ở vị trí mỏ này không ăn thua rồi. Vâng, bây giờ sao đây, Terra làm gì đây? Đang đưa quân vào vị trí mỏ phía bên trong bên bay rồi. Ở phía bên dưới thì Zerg đang chuẩn bị một pha cao tách vào vị trí mỏ thứ 2. Ui rồi ôi Bailing, ôi rồi ôi, đồng qua thưa bạn. Vâng, khủng khiếp quá. Vâng, Widowmine đã nổ rồi, tuy nhiên vẫn còn những con Bailing ở vị trí phía sau này, không có sự hỗ trợ ở vị trí phía sau rồi. Vâng, Marine của ta có quá ít ở vị trí góc kia. Chúng ta thể nhìn thấy ôi rồi, Zerg Linh lao lên. Vâng, có thể nói là quân đội của Zerg hiện nay mob ra rất là đều đặn thưa bạn. Hầu như Zerg của chúng ta dùng hết tất cả lava của mình rồi. Hiện nay Zerg dùng chỉ còn có 8 con lava thôi và sẽ phải chờ đợt sau. Terra thì bây giờ cứ liên tục tấn công sẽ gây rất nhiều khó khăn cho các game thủ Zerg. Tuy nhiên ở vị trí góc này chúng ta thể thấy rằng là vâng, vừa rồi TY có vẻ là không khiển kịp nữa rồi. Hiện nay True của chúng ta vừa đưa một đàn Bailing ở vị trí mỏ 3, khiến cho đàn SCV của đối phương coi như sụt thì đừng có hỏi luôn thưa bạn. Hiện nay income của Terra chỉ còn khoảng tầm 400 thôi, trong khi đó thì của Zerg đã là khoảng tầm 1.500 rồi. Zerg này cũng đã có mỏ thứ 4. Đây là một cái mỏ gọi là mỏ Hidden Expanse. Cái mỏ này nó ở khá xa và Zerg nghĩ rằng là Terra không thể không bao giờ kiểm tra cái vị trí mỏ đấy, mà không thể ngờ được là Terra đã kiểm tra thật. Bây giờ thì chúng nhìn thấy là quân đội của Terran đang bắt đầu đưa thẳng ở vị trí mỏ này rồi. Vâng, với cái tạo đạo quân lần này tôi nghĩ chắc là một phát là mất mỏ luôn. Vâng, lao rồi. Vâng, steam lên chơi luôn, mất mỏ là cái chắc. Đúng lúc đó thì bắt đầu game thủ giữa của tao đưa quân ra counter attack ở vị trí mỏ thứ ba của đối phương. Vâng, đã phá mỏ rồi, bây giờ cần phải đưa quân về phòng ngự ngay. Nên chúng ta thể thấy là rất nhiều Zerg Linh cùng với cả bên Linh có mặt ở vị trí trong góc này. Widowmine vẫn chưa hạ xuống, Marine đang cố gắng chống trả rất là kịch liệt thưa bạn. Chúng ta thấy ui rồi bên Linh, ui rồi ôi. Vâng, chó là đông hơn người rồi. Chó với bóng bây giờ đông hơn cả người rồi. Họ thấy là con Widowmine lớn ngớ ở vị trí ra kia không làm gì được cả. Và bây giờ thì quân đội của Terra đứng ở vị trí phía trên ra, bất lực nhìn quân đội của Zerg hiện đang chiếm hoàn toàn vị trí mỏ 2 rồi. Mỏ 3 từ lúc thì lúc này đã nhắc lên từ rất lâu rồi. Chúng ta thể thấy là hiện nay Terra, vâng, Bailing còn đang đưa mấy con nó đội thổ ở phía dưới kìa. Quả này có vẻ không ổn cho chiều ngoài của chúng ta rồi. Tất cả mấy vang là lục đục kéo về. Có vẻ không ăn thua rồi. Hiện nay thì mỏ thứ 2 đã tràn ngập quân đội của Zerg rồi. SCV lao ra. Ôi giời ơi, SCV lao ra giờ này không hiết nữa. Hiện nay thì SCV chỉ còn có 9 con thôi. Vâng, còn nói chung là với game thủ Terran của chúng ta đang rất khó khăn rồi. Anh ấy chỉ còn 9 con mà đối đầu với cả 69 con còn rốt khác rồi. Bây giờ income ta làm sao bằng được. Và income hiện nay mình chênh lệch nhau khoảng tầm mười mấy lần rồi. Quân đội Terran bắt đầu được đưa ra phía bên ngoài này. Chúng ta thấy rằng là rất nhiều Bailing đang mob thêm là 34 con Bailing thưa bạn, một số lượng. Vâng, có thể nói rằng Bailing như này thì đúng là xác định rồi. 34 con Bailing, chưa kể 12 con nữa còn đang được mob ra, thì có nghĩa rằng là 12 con Zerg Linh đang được mob ra nữa thì khả năng Zerg đổ Zerg. Úi rồi, vẫn còn mấy con Bailing quên này. Scan quên ạ, vâng, scan lỗi. Scan hố mất hai vị trí kia. Hiện nay thì Terran của chúng ta vẫn đang nâng số lượng SCV của mình lên. Anh ấy gọi thêm cho mình hai con Mule là khác. Widowmine góc bên này, vâng, hình như là vâng nó có 4 kill rồi kìa. Giờ chuyện gì xảy ra đây thưa bạn? Chúng ta thấy rằng là game thủ Terran của chúng ta đang bắt đầu chuẩn bị tấn công sang vị trí mỏ 2. Anh đang đưa quân lên vị trí Sanga Tower. Nhưng mà rất là tiếc là rất của chúng ta hiện nay quân đội nó quá đông rồi. Họ chia quân ở khắp nơi, kể cả có phía trên phía dưới luôn. Vâng, chỗ nào cũng thấy quân đội của Zerg về chuẩn bị ăn mỏ thứ 5 cho mình rồi. Có thể nói rằng hiện nay không có gì có thể ngăn quân đội của Terran được. Ôi giời ơi, vâng, Widowmine, vâng, đã bắn chính xác được mấy con Zerg Linh vừa rồi. Nay phun pha tấn công vào vị trí mỏ thứ 3 lần này, quân đội của Terran đã có quân đội Marine đây rồi. Vâng, sau khi thấy Marine chia quân như vậy thì tốt nhất Zerg nên rút quân của mình về thôi. Tốt nhất rút đi về thôi, không nên làm cái gì cả thưa bạn. Tôi thấy là hiện nay một pha drop ở vị trí góc bên này. Đây vị trí bên trong bên bay. Vâng, Zerg Linh đã bị bắt rồi. Zerg Linh tập trung góc bên này nhưng mà nói chung cũng chả làm gì được cả khi mà đối phương đã đưa quân lên trên SCV như vậy, lên trên Mavac như vậy. Hiện nay thì chúng thấy rằng là quân đội Terran vòng xuống phía dưới chuẩn bị tấn công vị trí góc 3.5 một tí thôi. Vâng, mỏ này thì nói chung là cũng vừa mới đặt thôi. Không biết là có kịp khai thác hay không.
Tôi nghĩ chắc là cũng chẳng kịp đâu. Giờ bây giờ thì đưa hết quân đi rồi. Một pha drop phía bên trong bên bay. Giờ định vào phía bên trong này rồi. Tuy nhiên là hiện nay thì đã quân lần này. Ôi giời, rút lên trên mấy bác thôi. Không được rồi, giấc linh độc quá. Vâng, chết hết rồi. Nên giờ còn trả thêm linh gì để anti-e luôn. Họ thấy rằng Widow mãi. Ôi, rồi một pha counter attack vào vị trí góc này rồi. Bên linh đang lao thẳng tới vị trí của mấy con Mule. Vâng, Mule cắm được bóng cổ chạy rồi. Murray được đưa ra đây rồi. Vâng, đã xử lý xong mấy con bên linh vừa rồi. Hiện nay tê đạn rút quân lên trên mấy bác xong và bắt đầu đưa chẳng vào vị trí mỏ nào kia. Theo như tôi nhìn thấy đó là ở vị trí hướng bên trong bên bay. Và như vậy là GG rồi. Vâng, không thể đỡ nổi nữa rồi thưa bạn. Đạo quân của Chu quá đông. Và như vậy là TY đã gõ GG trong cái đấu đầu tiên rồi. Tỷ số hiện nay của chúng ta thì đang là 1-0 nghiêng phía game từ Chu, thành viên từ team Gina Greenwing. Và chúng ta chuẩn bị đến với game đấu thứ hai. Game đấu thứ hai của chúng ta thì sẽ diễn ra ở trên map Catalina. Vâng, một cái map với ba vị trí xuất phát khác giống như map Merry-Go-Round này. Và trận đấu tiếp theo của chúng ta sẽ diễn ra trong ít phút nữa thôi. Các bạn hãy cùng ổn định chỗ ngồi ngay bây giờ thưa các bạn.